Phần 34. Thằng Minh số đào hoa. Đúng 9 giờ tôi có mặt trước hẻm để chờ nhỏ Hân đi công chuyện. Trời Sài Gòn cuối năm tuy không lạnh như Đà Lạt nhưng cũng đủ nổi gai ốc người mỗi khi gió lùa qua, đa số người Sài Gòn đều có xu hướng ăn mặc có vẻ kín hơn. Vậy mà cô nàng nhà ta vẫn mặc cái áo ca rô trắng đen cách điệu mỏng tanh, quần jean cứ như mới bị ai cắt xé mấy đường ở đùi chờ nhỏ mà người tôi cứ cứng đơ như khúc củi vì áp lực, nghĩ đi nghĩ lại vẫn có ý nghĩ giống lúc chờ em và cả chị. Người đẹp như vậy mà phải ngồi trên chiếc xe cà tàng thì phí thật. Giờ đi đâu đây? Qua chỗ ở mới của mấy người chứ đi đâu? Qua chi giờ? Sao la đi công chuyện mà? Ừm, công chuyện đó. Rồi sao, ý kiến gì không? Nhưng, bộ có gì mờ ám giấu hân nên hồng dám cho biết chỗ ở. Ở không phải, vậy chạy nhanh đi ờ ờ hết cách đành phải chạy xe qua nhà lòng thầm mong cho giờ này nhà tụi bạn đi làm với đi chơi chưa về còn bà cụ chủ nhà thì ngủ sớm cho đỡ phải đụng mặt trong nội quy bà cụ dặn có cái khoản không được dẫn con gái về phòng hay sao không nhớ rõ điều quan trọng là ngay từ đầu tôi đã muốn tách biệt hoàn toàn mối quan hệ với em hân chị và bạn bè của em với bạn bè trong lớp học càng không muốn để mấy thằng sinh viên cùng nhà tò mò về những người con gái tôi quen bên ngoài lớp may là đám cùng phòng thằng đi làm thằng đi chơi chưa về nhưng xui cái là bà cụ chủ nhà hôm nay chẳng biết có giác quan thứ sáu hay sao ấy như biết trước tôi sắp lén dẫn con gái về nhà hay sao mà giờ chưa chịu đi ngủ đúng 9 giờ tối như thường ngày dừng xe sát lề đường cách cửa nhà một đoạn tôi bước xuống chờ chút lại xin phép bà chủ nhà cái sao vậy bà hồng cho dẫn con gái về phòng trời sao khó vậy ai biết Ừm, mà cũng đúng. Con trai mấy người dẫn gái về phòng toàn làm chuyện tầm bậy, hỏng cho đúng rồi. Ơ, ừ, con nhỏ này, tầm bậy là tầm bậy cái gì? Phải nói là chuyện thiêng liêng cao quý mới đúng chớ. Nói kiểu như tôi xấu lắm không bằng vậy. Nghĩ thì nghĩ vậy chứ tôi cùng không dám đứng nói nhiều với nhỏ nữa. Mất công bà cụ lại thấy hai đứa đứng tụm đầu xì sầm giữa đường, xong nghĩ tôi với nhỏ tính làm chuyện mờ ám trong nhà thiệt thì nguy. Chuyện gì thế con? dạ bà cho phép con đưa nhỏ bạn lên phòng chơi chơi gì khuya thế này mà chơi gì con bà đã bảo nhà bà không cho dẫn con gái bồ bịch về nhà kia mà dạ hồng phải bồ bịch nhỏ là nhỏ bạn thân biết con mới chuyển phòng thành ra muốn qua xem chỗ ở con ra sao lên mấy phút về liền bà ơi thế nó là gì của con có quyền mà phải kiểm tra nhà bà là nhà đàng hoàng chứ đâu phải trộm cướp gì của ai mà đòi kiểm tra ấy hồng phải ý vậy Tại lên đây con chỉ có mình nhỏ là bạn thân, nên nhỏ mới lo chứ tụi con đâu có dám nói nhà bà Hồng tốt. He he bà thông cảm cho con một lần nha. Bà cụ là người gốc bắc gia đình cách mạng nên có vẻ hơi khó tính, chứ thực ra chỉ mới ở mấy ngày tôi là một trong hai thằng bà quý nhất nhà vì không hút thuốc, không theo mấy tên còn lại hay đi nhậu, đánh bài trong phòng hay bia về khuya cho nên chỉ cần bóp bóp vai bà vài cái, nói nhỏ nhẹ một tí là bà siêu lòng ngay. Được rồi lên xem rồi xuống ngay, bà bảo này nó có muốn vào chơi thì con dẫn nó xuống đây ngồi ngay phòng khách có ghế có nước đàng hoàng chứ không được ở trên phòng lâu mấy thằng kia nó về bà khó nói chuyện lắm vậy nhá dạ con biết rồi he he cảm ơn bà tôi thở phào quay trở lại dẫn xe đưa nhỏ vào nhà chính tôi bắt đầu cùng thấy cái bất lợi và khó chịu khi chuyển về đây ở rồi đó vì không còn được tự do dẫn bạn nhất là con gái về phòng chơi nhỏ có mặt thì thầm nói gì lâu dữ vậy bà già rồi hơi khó tính xin muốn dụng lưỡi mới được đó nè cười tươi tươi cho bà vui dùng minh cái biết rồi nhỏ đi trước chào hỏi bà cụ còn tôi thì loay hoay dẫn xe lên thềm trước nhà sự ẩm thấp và mùi cũ kỹ của ngôi nhà làm nhỏ hân hơi nhăn mặt vì không quen lên đến phòng lại càng khiến nhỏ khó chịu hơn dù sao cũng là phòng của con trai trong đám sinh viên ở đây cũng chẳng có thằng nào ngăn nắp nên quần áo sạch dơ treo khắp tường ăn ở vậy đó hả ở ở thông cảm, phòng con trai mà. Con trai thì con trai bộ con trai là có quyền ở dơ, đồ đạc quăng như ổ chuột vậy hả? Mấy người kia đâu? Đi làm thêm chưa về? Bộ muốn gặp hả? Hỏi biết thôi, không cần. Rồi Minh ngủ chỗ nào? Đó, tôi chỉ vào góc tường nằm sát cửa sổ. Đây là vị trí có thể nói là sạch, đẹp, ngăn nắp nhất phòng vì nằm xa chỗ nấu ăn, xa lối đi, có cửa sổ ngăn nắp không phải tại tôi ngăn nắp mà vì thằng bạn nằm cùng góc với tôi là thằng ngoan hiền sạch sẽ kỹ tính nhất phòng cho nên đồ đạc tôi cũng sắp xếp gọn hơn tất nhiên kế bên là chỗ tôi nằm thì trái ngược hoàn toàn nhỏ hân khoanh tay trước ngực như phụ huynh đi thăm phòng trọ của con cái vậy nhỏ đi vòng vòng xem xét rồi ngồi xuống chỗ tôi ngủ nhăn mặt tưởng dọn qua chỗ nào được lắm ai ngờ tệ hơn không biết đầu óc minh nghĩ gì luôn ngồi xuống đi ai bắt đứng đâu ờ ờ nhỏ ngồi dựa lưng vào tường vừa nói chuyện vừa xếp mền gối quần áo sách vở của tôi nói chung cằn nhằn khó chịu là vậy chứ nhỏ cũng không đánh mất sự quan tâm thường ngày dành cho tôi có bạn là con gái bao giờ cũng vậy đôi khi cũng sướng như tiên bà cụ chủ nhà thì vẫn lo sợ tôi dẫn nhỏ hơn lên phòng làm chuyện trong tối thành ra bà không còn ngồi ở dưới nhà mà đi lên đứng ngoài cầu thang giả vờ xem xét ổ điện bóng đèn phía ngoài ban đầu tôi cứ nghĩ có sự cố thật nên cũng đi ra xem sửa giúp nhưng rồi đâu cũng vào đấy bà cụ vẫn đứng đó xua tôi vào phòng sau nhiều phút chứng kiến cảnh đó nhỏ hơn cũng cảm thấy không thoải mái nè sao bà cụ cứ đúng đó hoài vậy à ở hình như hư điện gì đó sao minh hồng sửa đi hay giờ tệ tới hồng biết sửa gì hết biết mà bà cụ hồng cho sửa nè sao vậy ai biết nhỏ đâm chiêu mặt đứng dậy đi ra ban công đứng nhìn xung quanh một lúc rồi kéo tay tôi đi trở xuống nhà xong rồi đi chỗ khác chơi đi hả giờ này đi đâu chơi nữa đi ăn tối ngồi cả buổi trong cái ổ của minh mệt mỏi bực mình lắm làm ơn mai mốt sắp xếp chỗ ở cho ngăn nắp sạch sẽ coi nhìn một lần hết muốn qua chơi nữa luôn rồi đó ờ ờ nhỏ đứng xem xét phòng khách trong khi tôi quay xe dắt ra ngoài cứ tưởng mọi êm xuôi mọi chuyện thì bỗng thằng ôn cùng phòng kéo cửa cái dẹt phóng vào nhà suýt đâm sầm vô người nhỏ hơn ái đi đứng kiểu gì vậy hả ơ ờ chị chị là ai xin xin lỗi hồng biết có người trong nhà thôi thôi có gì đâu thằng này ở chung phòng với minh vậy hả chào anh nhỏ nhìn thằng bạn cười một cái đầy đe dọa rồi cầm nón bảo hiểm đi tuốt ra ngoài đường bỏ lại tôi với thằng bạn nhìn nhau chẳng biết phải nói gì đầu tiên lấy được bình tĩnh thằng bạn nhìn tôi ngơ ngác ai vậy ở bạn tao làm hết hồn bạn gì dám đưa về phòng bà hồng la hả ở xin rồi lên chút rồi đi liền nè sao làm về sớm mậy đang làm mới nhớ quên cục pin sạc lâu sợ hư chạy về gỡ ra rồi đi nữa hả ừ thôi tao đi nha chở bạn tao về mày ghê lắm thằng quỷ thằng bạn nhìn tôi cười khì khì thằng này tên lộc quê bến tre cùng là dân miền tây nên tính tình khá thoải mái dí dỏm làm phục vụ quán nhậu nên thường xuyên về khuya nó là một trong hai đứa có xe máy trong số sinh viên trong nhà thôi coi như chuyện đưa con gái về phòng sẽ bị tôi đem ra công khai cho mấy thằng còn lại trong phòng biết suy nghĩ nhiều mệt óc cuối cùng cũng chẳng giấu được ai cuộc sống đông người đúng là sự riêng tư cũng dần trở thành điều gì đó xa xỉ lâu lắc ở xin lỗi giờ đi đâu đây đi ăn hủ tiếu nam vang nha ở sao cũng được vậy chạy qua chợ đi hân biết một chỗ bán ngon lắm xa vậy biết đường hông mà nói xa ở sơ sơ biết hay không nói bày đặt sơ sơ tính chạy luôn rồi lạc tới sáng hả ở thì biết mệt tôi là tôi cũng mệt óc lắm rồi chứ cũng có khỏe miếng nào đâu hiền hiền dịu dàng một tí có chết ai đâu tối ngày xù lông nhím ra chi không biết Đường Sài Gòn cận khuya nhưng cũng không vắng xe tí nào, mất hơn 20 phút tôi mới chạy xe qua tới quán ăn. Ăn no chưa chịu về, bắt tôi ghé một quán sinh tố gần nào nhỏ để uống sinh tố. Nè, bộ tính ở đó luôn hả? Ờ, để sống thử một thời gian xem sao. Chỗ đó Hân nghĩ tôi không hợp với Minh đâu. Sao biết? Hân nghĩ vậy. Hồng nói tới vụ ăn ở dối tung của mấy người, nhất là Minh Bi, thấy tính Minh mà ở đông người bảo đảm mất tự do liền, ừ cũng khó chịu thiệt nhưng thôi kệ ở thử một thời gian xem sao sao hồng muốn ở một mình nữa minh sợ gì hả hay hồng đủ tiền ở một mình ừ tiền cũng một phần nhỏ thôi chỉ là minh muốn thay đổi một chút cuộc sống của mình mệt minh ghê thì cũng kiếm chỗ nào hai người nữa thôi tự nhiên đi chui vô cái phòng sáu bảy người hồng biết tối mấy người nằm kiểu gì đủ chỗ ngủ nữa he he vậy mới hay hay cái đầu minh dặn nè ăn ở sạch sẽ chút ở ở rồi có làm không có còn nữa tiền bạc điện thoại giữ cho kỹ bạn bè thì bạn bè ai biết mấy người đó ra sao mai Mốt Minh gửi hết tiền vào thẻ atm đi giữ khoảng hai ba trăm trong túi thôi hết tiền đi rút nữa nói biết nhiêu lần Hồng bao giờ thay đổi đã Hồng có nhiều tiền còn bỏ lung tung biết rồi biết rồi nói thì mai làm liền đi nha ở rồi rồi giết thấy giống mẹ hơn là bạn rồi đó, cứ như mẹ trẻ đang dạy con trai lần đầu đi xa nhà ấy. Hồi mới chuẩn bị đi học mẹ tôi cũng chẳng dặn dò gì nhiều như những gì nhỏ Hân và cả em của tôi dặn lúc trước, không phải mẹ tôi chẳng lo lắng mà vì cũng không phải là lần duy nhất tôi sống xa gia đình. Ngồi trò chuyện, chủ yếu là nhỏ Hân nói chứ tôi thì vẫn ậm ừ cho có, thi thoảng trêu tức nhỏ một vài câu. Đã đời trời cũng khuya, chính xác là 12 giờ đêm. Gió cuối năm khô hanh thổi lùa, vừa uống sinh tố xong, cái xe xe bên ngoài và cái lạnh của nước sinh tố hợp sức với nhau làm nhỏ hơn lạnh run run, môi nhỏ mím lại mỗi khi có một cơn gió lùa qua. Thấy cái hại của mặc đồ mỏng rồi đó, đi khuya mà quần áo lúc nào cũng mỏng tanh. Tôi đưa cái áo khoác cho nhỏ. Nè mặc vào đi cho đỡ lạnh. Còn Minh, hỏng lạnh hả? Nhỏ tròn xoe mắt nhìn tôi cứ như đây là lần đầu tiên tôi ga lăng nhường áo cho nhỏ mặc vậy. Trời cũng mát không đến nổi lạnh tới chịu hồng nổi hay quá tướng yếu xìu bày đặt nói dóc dóc chi trời này nhằm nhỏ gì minh có thể chịu được lạnh hơn yên tâm khuya rồi cái mặt lạnh tái mét kìa về nha ừm vậy mặc áo đi rồi về biết rồi nhỏ đứng dậy đi trước ra xe quay mặt nhìn ra đường có cái áo khoác của tôi nên trông nhỏ cũng bất run khuya mà đi uống sinh tố thì lạnh cũng hỏng có gì lạ nói đâu xa em tôi với cả bà cô nữ hoàng còn ghê gớm hơn Trời Đà Lạt hay trời đêm Sài Gòn gì cũng vô tư ăn kem mà lúc nào người cũng phơi phới như không. Tôi cho xe chạy từ từ hướng về nhà nhỏ hơn, Sài Gòn bao giờ cũng nhộn nhịp, dòng xe vẫn chen nhau trên đường, hai bên đường, hàng quán vẫn sáng đèn như để nói với tôi rằng khuya thì khuya, Sài Gòn sẽ chẳng bao giờ ngủ đâu nhé. Người ngồi sau lưng cũng là một đứa con gái xinh đẹp không thua kém em, người ngồi sau lưng cũng đang mặc chiếc áo khoác của tôi im lặng dưới tiết trời cuối năm vẫn là mùi con gái hòa quyện và mùi hương của sài gòn nhưng nó không phải là em tôi không thể dám mà sau lưng là em để tôi đưa tay nắm thật chặt quay đầu lại phía sau chỉ để nhìn thấy gương mặt em cười nhắm mắt tựa lên vai tôi cuộc sống đã thay đổi một chút ít và dù tôi có lạnh lùng hay thờ ơ thì đêm sài gòn vẫn nặng lắm tên em Tôi biết điều đó nhưng tôi vẫn đủ sức điều khiển lý trí của mình rằng không bao giờ được giá mà sau lưng là em, đó là bạn em, cũng là bạn tôi, là người đã cùng với chị, anh Phong, ông Kha. Đã và đang bên cạnh giúp tôi vượt qua nỗi buồn. Một từ giá mà chỉ xuất hiện trong suy nghĩ thôi cũng là một sự không tôn trọng dành cho cô bạn sau lưng. Suy nghĩ cả buổi cuối cùng cũng đưa nhỏ về đến nhà, sau đó tôi phóng ảo trở về phòng hôm nay đi về khuya nhưng cũng không bằng mấy thằng ở cùng phòng giờ chỉ mới có tôi và thằng kim nằm gần tôi trong phòng thằng kim nằm ngủ trong góc mền đắp bít từ chân lên đầu mấy hôm đầu tiên dọn về đây nằm kế tôi mà cứ như nằm kế xác chết thói quen ngủ nghĩ đến đã ớn lạnh rồi nằm ngửa tay chân xếp ngay ngắn mền bao giờ cũng đắp kín từ đầu tới chân hèn gì đám kia tốt bụng đẩy tôi ra vị trí ngủ gần thằng này đêm đêm thức dậy mà quay qua nhìn thấy thằng này thôi cũng đủ dụng tim mai mốt có lãnh lương chắc phải mua cho tôi cái mền khác chứ để tôi chơi cái mền trắng thế này không vui chút nào cầm ly nước nhâm nhi trước ban công ngắm nhìn bầu trời đêm thêm một chút rồi tôi cũng tranh thủ đi nằm ngủ để mai đi học sớm sáng ra thằng xác chết luôn dậy đầu tiên lẳng lặng lên lớp học người tiếp theo là tôi còn mấy thằng khác thì khỏi phải nói chừng nào trên lớp có đứa gọi về sắp tới giờ phòng công tác học sinh sinh viên bắt đầu đi phát phiếu điểm danh thì mới bỏ lên lớp không nhận tôi chọn chỗ ngồi cũng như chọn người dọn về ở cùng quá chuẩn, tinh thần học tập luôn luôn đội sổ về sau cứ mỗi kỳ thi lại, người ta luôn luôn nhìn thấy các thành phần này có mặt. Nói đi cũng phải nói lại, đám phòng tôi đều có hoàn cảnh khó khăn, thằng Kim một tháng chỉ được nhà chu cấp 500 ngàn. biết được vụ này thật không thể tin được làm sao có thể tồn tại ở đây trong ngần ấy năm, còn những thằng khác, đứa mất mẹ, thằng ở xa tít quê nghèo khó khăn. Phải làm thêm, làm đêm, làm khuya để có tiền ăn học có thằng làm quán nhậu hôm nào cũng 3-4 giờ sáng mới thấy lò dò trở về phòng nằm vật xuống. Sáng dậy đi học nhiều lúc chính tôi cũng không nỡ gọi tụi nó dậy đi học. Nghĩ lại hoàn cảnh của mình mới thấy tôi may mắn hơn những thằng cùng phòng rất nhiều. Dù gia đình tôi cũng không khá giả, nhưng cơ bản mẹ cố gắng hết sức hy sinh bản thân nhịn ăn nhịn xài thì vẫn có đủ tiền lo cho tôi đi học với mức sống tiết kiệm một chút. Cả gì dượng ở quê cũng bắt tôi tập trung vào học không cần phải làm thêm, tiền bạc có gì mọi người tính cho tôi lao đầu vào đi làm thêm cũng chỉ đơn giản là để trải nghiệm có thêm thu nhập quan trọng nhất là cái tôi khá lớn của tôi không muốn là gánh nặng cho mẹ và giờ khi cuộc sống đưa tôi dính vào những mối quan hệ đặc biệt như em hân chị ông kha anh phong bạn bè em thì nhu cầu tiêu tiền của tôi cũng vô hình cao hơn một người sinh viên bình thường đúng là dính vào yêu đương là dính vào con đường mì tôm chan nước mắt mà tôi thay đồ sạch sẽ cầm cuốn giáo trình nhìn một lượt mấy thằng bạn nằm ngủ la liệt trong phòng xong lò dò đi xuống nhà bà cụ chủ nhà như thường lệ ngồi trước hiên uống sữa trò chuyện với những cụ hàng xóm nhìn thấy tôi bà cụ đứng dậy kéo tôi vào góc nhà bà bảo này sau này đừng dẫn bồ bịch về nhà nữa gia đình bà có bàn thờ tổ tiên mấy bác hy sinh nữa nên chúng mày giữ gìn một tí hôm qua bà cứ sợ hai đứa linh tinh trên phòng nên bà phải giả vờ đứng đấy chứ nhà chả hư hỏng gì đâu dạ con biết rồi bà yên tâm đấy bà nói thế để con thông cảm không lại giận bà thì khổ. Thôi đi học đi kẻo muộn, mấy thằng kia chưa dậy à? Dạ chưa, kệ cho tụi nó ngủ chút nữa cũng được bà. Khổ thân, đi làm thế này học hành sao nổi. Tôi chỉ biết cười chứ chẳng biết nói gì thêm với bà cụ, ngay cả bà cũng không làm gì được giúp cho tụi tôi ngoài việc cố gắng không bao giờ tăng tiền nhà tôi nhớ lần duy nhất bà tăng tiền nhà là do ông cụ ở quê ốm mất giấy tờ nên bị người ta làm khó khăn vụ chế độ thương binh tụi tôi cũng vui vẻ chấp nhận tăng tiền phòng trên cả mức bà cụ muốn thực ra trên phòng tôi còn một góc nửa luôn sạch sẽ không có quần áo treo không đồ đạc để bên dưới vì đó là bàn thờ của hai người anh bà cụ hy sinh trong chiến tranh từ khi về ở thằng Kim tình nguyện hàng ngày thay hoa, thay nước, đốt nhang, mang cơm lên cúng tất cả bàn thờ trong nhà giúp bà cụ vì để cho tụi tôi dễ sinh hoạt, bàn thờ trong nhà luôn đạt rất cao. Chính vì hiểu hoàn cảnh của bà cụ nên vấn đề bà không cho tụi tôi dẫn con gái về phòng thằng nào cũng chấp nhận. Riêng tôi kể từ đó tôi lựa lời nói với nhỏ hơn nên nhỏ cũng không còn đòi về phòng tôi thêm lần nào nữa, đổi lại chính tôi toàn phải chạy qua nhà nhỏ mỗi lần có việc đi chung vậy nên ngoài thằng lộc với bà cụ ra hình như không còn ai chung nhà biết mặt nhỏ hân hai ngày sau chuyện tôi chuyển chỗ ở bị chị phát hiện không phải nhỏ hân nói nhưng chẳng biết vì sao chị biết đáng ghét ui ra đánh hoài nha ai kêu chuyển chỗ ở hồng nói chị biết sao biết hay vậy xí đừng hòng giấu chị hân nói hả hồng phải mấy hôm nay chị đâu nói chuyện với bé hân chứ sao biết bí mật làm như chiến tranh tới không bằng bí với mật im đi miễn sao chị biết được rồi có mỗi chữ im đi của chị thôi mà làm khách khứa xung quanh đều nhìn về bàn chị ngồi hôm nay ông kha sáng mở cửa hỏng coi giờ hay sao mà cả buổi từ lúc tôi bắt đầu ca làm tới giờ chị đã có mặt ở quán để xử tội tôi ông kha cũng hết biết đường bảo vệ nhân viên của ông trước mặt chị luôn làm phục vụ mà cả buổi bị chị bắt ngồi chơi với chị như khách nháy mắt kêu ông kha lấy danh quản lý cứu tôi mà ông cứ ngơ ngơ không thèm để ý mắng nhiếc hành hạ tôi đã đời lại đi vòng vòng quán hết nghịch cái này đến đụng vô cái kia quán cà phê mà cứ như viện bảo tàng để chị tham quan sở nghịch vậy cuối cùng ông kha đành cho tôi nghỉ làm sớm để đem chị đi chỗ khác chứ để nữ hoàng đi vòng vòng quán thế này mấy khách nam chấn thương cổ vì ngó theo mất dẫn chị đi ăn kfc đền tội đi nhóc tội gì nữa dám tự quyết định chuyển châu hồng cho chị biết, trời đất chỗ ở của người ta liên quan gì chị tự nhiên mang tội với người khác hay nhỏ hơn tôi chẳng dám nói vậy đâu, còn chị thì chẳng sợ, biết ngay mà chị chu miệng lên cãi liền, kệ nhóc chứ, chị nói có tội là có tội, mau mau chuộc tội đi không chị hồng thèm về, ngồi đây luôn, ơ, ờ, nay ai dạy cho chiêu ăn vạ nữa vậy, giờ sao? ở ngon ngồi đó đi coi tới sáng nhóc có dẫn đi ăn KFC không biết liền. Nhớ nha, ngồi luôn. Vậy là chị kéo cái ghế của anh bảo vệ giữ xe người ta đang ngồi đến ngồi ngay giữa quán chỗ lối dẫn vào bãi để xe của khách. Ăn vạ cũng tính toán khôn thấy sợ, ngồi kiểu đó chẳng những mấy ông bảo vệ bị chảy huyết mũi mà còn không có chỗ để xe khách ra vào. Chưa kể cái ô tô màu trắng tinh của chị đã chiếm diện tích hơn bình thường rồi đó. Hai đứa mày còn làm rộn rộn gì nữa hả? sao chưa đi chơi nữa thằng kia sao mày chưa dài con nhỏ ông kha đi ra đứng gần cổng nói với tôi như tát nước còn mỗi lần quay qua chị là dịu giọng như nịnh thần vậy sao em ngồi đó đi chơi đi ngồi vậy sao khách khứa vô được tại hắn đó chị chỉ tay về phía tôi mặt phụng phịu giỏi nhì biết đem ông kha ra làm người lớn để mét ông kha đi lại gần quính lên đầu tôi cái bốp mày làm gì nữa thằng ôn có làm gì đâu biến nhanh dùm tao muốn làm tao dẹp quán hả mày biết rồi ông thì đi nè tôi đành lắc đầu đi lại kéo tay chị đứng dậy rồi chịu thua thì đi được chưa sao thách ngồi tới sáng mà ở ờ, tới sáng chắc dẹp quán người ta luôn quá đi ăn được chưa ok chị le lưỡi đắc thắng đứng dậy đi theo tôi vào lấy xe máy còn xe chị thì gửi lại quán sau lưng ông Kha cũng lắc đầu thở phì nhẹ nhõm. Tới tiệm KFC quen thuộc ở tuốt bên đường Nguyễn Văn Cử mới chịu chứ nhất quyết không cho tôi ghé tiệm KFC gần. Gọi hai phần combo giống nhau tôi với chị chạy lên tầng cao nhất sát cửa sổ ngồi ăn trò chuyện rất vui vẻ. Chị bắt tôi chụp hình tùm lum, dẫn náo loạn góc tiệm xong lại đòi đi ăn kem mặc dù tôi thuyết phục rằng KFC cũng có kem mà chị vẫn không chịu. Bắt phải trở đi chỗ khác sẵn tiện đi dạo luôn. Chạy một vòng ra quận 1, kiếm một cái siêu thị mini nhỏ có tủ kem, chị tung tăng vào lựa hai hộp dâu và sô cô la to nhất rồi quay trở ra xe để mặc tôi trả tiền. Sau đó chờ chị đến nơi quen thuộc chị vẫn thường muốn đến để ngồi vắt vẻo trên xe ăn kem. Nhóc là đồ vô tâm, ngốc nhất chị từng biết. Hả? Tự nhiên nói xấu nhóc. Hi hi ai biểu nhóc vô tâm vậy chi? Ai làm gì chị đâu mà la người ta vô tâm biết vậy được rồi từ từ nhóc sẽ nhận ra nói chuyện đâu đâu không chị nói thiệt vậy mà cũng có người yêu nhóc mới lạ gì nữa tự nhiên lôi yêu đương ra đây làm gì xí ngoài vụ đó nhóc còn vô tâm nhiều lắm đó vô tâm gì nói nghe coi cái gì cũng vô tâm nói chung phải có người quản lý nhóc mới được để nhóc như vậy hoài sẽ có người rất buồn lại lèm bèm như bà già nữa rồi đó. Đây không phải con nít đâu mà phải có người quản lý. Kệ nhóc chứ. Hi hi nhóc con mà biết gì, phải kiếm người quản lý nhóc. Kiếm đâu ra quyền đó vậy thím hai. Chị là chị nhóc đó nha. Chị có quyền. Đâu ra? Từ đây ra nè. Chị đưa tay chỉ vào tôi. Chẳng hiểu gì. Đó mới thử một chút đã thấy nhóc hời hợt vô tâm rồi đó. Nhìn hồng kỹ gì hết, ghét nhóc quá. Tự nhiên nói lung tung, rồi chỉ linh tinh ai mà hiểu gì. Đồ ngốc. Chị mỉm cười, tôi giật mình, nụ cười có một chút thoáng buồn trong ánh mắt. Tôi vô tâm và ngốc đến vậy sao nhỉ? Tôi đứng dậy leo khỏi xe dựa lưng vào lan can, gió vẫn lùa vào tóc tôi, vào tóc chị nhẹ nhẹ bay. Ngọn đèn vàng trên đầu dọi ánh sáng màu vàng càng làm phố mang dáng vẻ cô đơn, lặng lẽ hơn. Lặng lẽ nhưng không yên tĩnh đâu nhé vì bên dưới đường những chiếc xe sáng đèn vẫn qua lại phía xa thành phố hoa lệ lấp lánh màu trắng đỏ vàng xanh ồn ào lung linh như vậy mà vẫn không thể xua đi được màu đen của đêm sài gòn giống như chị của tôi vậy ồn ào hồn nhiên nghịch ngậm đầy màu sắc bên tôi nhưng cũng không thể che giấu đi màu đen bí ẩn màu đen của cuộc sống nào đó mà chị vẫn đang che giấu tôi một cách hoàn hảo một con người khác chăng chị nè gì nhóc chị có biết chị bí ẩn kỳ lạ và khó hiểu lắm không ừm chị biết mà vậy sao còn trách nhóc vô tâm ngốc nghếch đáng ghét nữa hi hi chị lại cười nhẹ tôi cũng không nghĩ chị sẽ trả lời thêm nữa mọi cuộc nói chuyện với chị đều kết thúc bằng một điều gì đó bí ẩn nhẹ nhàng tôi ngả lưng ngẩn mặt đưa ánh mắt nhìn về dưới dòng sông màu đen phía bên kia một chiếc tàu chở cát chậm rãi xuôi theo dòng nước giải rác dọc lan can là những con người xa lạ nhưng có lẽ cũng cùng sở thích đến nơi này để ngắm nhìn thành phố về đêm đang thầm thì câu chuyện riêng chị ôm hộp kem còn chưa ăn hết đứng xuống dựa người vào lan can quay mặt nhìn tôi chị đã bỏ ra nhiều năm để làm một việc dành cho một người chính xác hơn là một lời nửa thách đố nửa là hứa hẹn chị hồng biết nữa vì việc này mất rất nhiều thời gian công sức của chị đôi khi chị thấy mình làm chuyện vô ích nhiều lúc chị muốn bỏ đi hi hi nhưng đến giờ càng lúc chị càng nhận ra hình như mình đúng mỗi ngày mỗi giây trôi qua nó rất thú vị hi hi chị thấy vui chưa có gì rõ ràng chị cũng hỏng chắc nữa nhưng chị nghĩ chị sẽ cố gắng tiếp tục nếu là việc làm chị vui thì chị phải tiếp tục đúng không nhóc chị hỏng bí ẩn nhiều như nhóc nghĩ đâu tại nhóc con vô tâm thì có ờ ờ lại nói gì nhóc không hiểu gì hết việc của chị với người đó sao tự nhiên liên quan tới nhóc có thể có có thể không rồi một ngày người đó xuất hiện nhóc sẽ biết giờ nhóc con ngốc như vậy làm sao hiểu chị được chị là nữ hoàng đó hồng phải dễ hiểu đâu dáng đi nhóc con ờ ờ chị là vậy đó lúc nào cũng thích làm nữ hoàng bao giờ cũng nói những chuyện không đầu không đuôi kỳ lạ và khó hiểu liệu những câu chuyện của chị có quá bí ẩn hay chỉ bí ẩn riêng với thằng vô tâm như tôi thôi chăng tôi mà còn mệt óc với chị thế này thì chắc anh phong bên cạnh chị từ nhỏ chắc cũng tự thắc mắc nhiều lắm những câu hỏi nhóc ăn kem không nè ngán rồi chứ gì xí người ta có lòng tốt cho ăn kem chung chứ bộ tốt quá ăn gần hết rồi mới rủ hi hi giờ sao có ăn không ăn thì ăn sợ gì vậy nè ăn đi chị đẩy hộp kem lạnh ngắt vào người tôi hai tay chị suýt xoa trà trà lên mặt mình thích thú vì hơi lạnh từ bàn tay truyền vào đôi má Tôi cầm hộp kem múc một muỗng định đưa lên miệng thì chị đã thò cái mặt vào sát người tôi hé môi nhè nhẹ, đôi mắt tiếu tít cười. Bó tay với chị luôn. Tôi lắc đầu đút muỗng kem vào miệng chị, hình như đúng ý người ta hay sao mà cái miệng nhanh chóng nuốt chọn muỗng kem đung đưa tay vừa thưởng thức kem vừa hát khe khẽ. Có ánh đèn lấp lánh trong đôi mắt chị, chẳng sáng chói như trong phim đâu mà ấm áp, ngọt ngào lắm. Tôi cũng ăn kem, cái món ăn mà một thằng con trai không thích ăn ngọt như tôi hiếm lắm mới đụng đến cũng là kem sô cô la như của em vậy đó, cũng lạnh, ngọt, đắng, nhưng lại mang đến cho tôi cảm giác rất khác trên đầu lưỡi. Có lẽ vì bên em, người yêu tôi thì khác so với ngày hôm nay bên cạnh là chị gái, hay khác ở chỗ bên em, tôi chỉ việc ngồi im để em đút kem còn hôm nay, bên nữ hoàng tôi phải là người múc kem cho chị. Đó là chưa kể đến nãy giờ muỗng kem chắc cũng dính nhiều lắm món son môi ngọt ngào riêng mình chỉ có mà thôi. Vớ vẫn nhỉ, có mỗi chuyện ăn kem thôi mà cũng nghĩ cho lắm chuyện, khủng thiệt hộp kem hết từ lâu rồi trời khuya lắm rồi đường vắng đi lắm rồi cả hai đứa cũng buồn ngủ lắm rồi vậy mà chẳng đứa nào chịu lên tiếng đòi về trước hình như cả tôi và chị đều đang thi xem ai sẽ là người bỏ cuộc ngắm thành phố đêm này trước để trở về nhà ngủ và như chuyện đương nhiên lúc nào tôi cũng sẽ là người giả vờ thua cuộc trước không thua sao được khi chị đã tựa hẳn người vào lan can đầu đặt trên vai tôi đôi mắt nhắm miệng mỉm cười như đang mơ sâu lắm thôi về ngủ nha ừm vậy lên xe về nè nhìn cái mặt chị kìa ngố tổ ngủ mà cũng cười như trẻ con hi hi cắn nhóc chết giờ chị nói giọng nũng nịu dơ nắm đấm lên chạm nhẹ nhẹ vào mũi tôi mặc kệ chị đe dọa tôi cuối người cõng chị lên xe cài dây nón bảo hiểm rồi chạy chậm chậm hướng về nhà chị về đến nhà chú ba mở cổng cho tôi cõng chị lên phòng làm nữ hoàng sướng như tiên cứ nằm cuộn tròn trên giường việc cởi giày đắp mền là việc của người khác xong xuôi còn chẳng cho về. Một hai nắm tay kéo lại dúi quyển tiểu thuyết đọc dở giang hôm trước vào tôi rồi nằm im nhắm mắt, cười hi hi lắng nghe để du giấc ngủ riêng mình. Bên dưới nhà xe tôi chắc cũng đã được chú ba dắt vào ga tiếng đóng của cánh cổng lớn vang vào phòng, đèn sân vụt tắt báo hiệu rằng đêm nay lại bị nhốt ở đây không được về phòng. Cũng không sao, khuya rồi với lại chẳng có lệnh nữ hoàng đố thằng tôi dám về. Thôi kệ ở đây nằm ngủ trên sofa coi bộ dễ ngủ hơn là về căn phòng nóng nực đầy mùi mồ hôi, thằng bạn xác sống và những nhớ nhung. Tôi đã từng nói rằng bên chị nỗi đau trong lòng tôi sẽ luôn nằm im đâu đó nhường chỗ cho bình yên chưa nhỉ. Dù đã nói hay chưa thì mỗi lần gặp chị, tôi đều sẽ nhắc lại điều này vì nếu không có chị, chắc tôi sẽ điên lên mất. Mỗi khi đau, có lẽ mỗi người nên tìm về gia đình, người thân yêu của mình, hãy để tôi trở thành bản năng quen thuộc có thể đó là ích kỷ, đó là không công bằng nhưng chẳng sao cả, người thân yêu sẽ không bao giờ quan trọng chuyện đó đâu. Đã nhiều ngày xa, mỗi ngày tôi đều tìm đến việc gì đó để sống tốt, đã xa gia đình từ nhỏ, không có cái thói quen mệt mỏi là tìm về, bạn thân ư, lũ bạn của tôi giờ mỗi đứa một nơi khó mà bên cạnh lúc này. Và chị của tôi dường như trở thành người duy nhất để ánh mắt tôi hướng về, người duy nhất tôi nghĩ sẽ bên cạnh tôi. Ai chăm sóc ai cũng được, chỉ cần khi ta đau, có một ai đó kể bên tự nhiên sẽ mạnh mẽ hay đơn giản việc đứng lên sẽ dễ dàng hơn hình như những suy nghĩ của tôi đã để sót một người thì phải không phải người thân càng không phải bạn thân mà là một điều gì đó chính lúc đó tôi cũng không nghĩ được là gì và khi tôi đọc chưa đến trang tiểu thuyết thứ năm thì tiếng điện thoại từ số người đó đã vang vang khiến tôi và cả chị suýt giật mình màn hình rực sáng với cái mặt nghiêm nghị của nhỏ hơn hiện lên cái hình tôi đã lén chụp lại hôm trước đi cắm trại với bạn bè em phải năn nỉ mua chuộc bằng cả buổi làm ô xin đưa nhỏ đi siêu thị mới được nhỏ cho phép để hình đó trong danh bạ điện thoại khi nhỏ phát hiện được. Khuya rồi không biết gọi làm gì đây. Tôi vội bấm liên tục nút im lặng đứng dậy vuốt nhẹ vào tóc chị. Nhóc xin lỗi. Chị giật mình hả? Chị khẽ gật đầu. Không sao mà, chị nhắm mắt ngủ đi, nhóc nghe điện thoại đã. Ai vậy nhóc? Ừ nhỏ hơn. Ừm, Chị khẽ ừm rồi nhắm mắt quay mặt qua bên con gấu bông to đùng bên cạnh. Tôi bấm nút nghe, khẽ vội vàng đi lại cửa sổ. Minh nghe nè. Ngủ chưa? Chưa. Sao gọi khuya vậy? Sao Minh chưa ngủ nữa? Thức chi vậy? Mai có học sáng mà thức khuya hà. Hân tưởng sẽ làm Minh thức ai ngờ thức khuya. Ở thì chút ngủ liền. Gọi có gì không? Chưa gì la Minh rồi. Hổng có gì. Tự nhiên bấm số gọi thôi bộ không có chuyện gì thiệt hả? ừm thì cũng có hơi khó ngủ thành ra nằm nhắm mắt miết hồng ngủ được nè sao vậy? cả ngày có ăn uống gì khó ngủ hay làm gì căng thẳng không? không nhưng có chuyện suy nghĩ nhiều hồng bỏ ra khỏi đầu được ở minh hồng thắc mắc chuyện gì sao? có vậy sao? ở không không biết hỏi làm sao? sợ hỏi hân lại nói minh nhiều chuyện minh minh đúng là sao đáng ghét giọng nhỏ có vẻ nổi giận bộ tôi nói sai gì hay sao nhỉ xin lỗi minh nói gì sai hả lúc nào cũng xin lỗi mà minh nói cũng đúng có gì sai đâu tại hân dữ quá đúng không sao nữa thôi hỏng có gì minh nè sao cảm giác sao rồi cảm giác gì về nhỏ thi đó thì sao minh đã quên được chút nào chưa ở lại ở chưa quên đúng không hỏi chi vậy hỏi để kiểm tra hi hi biết là minh chưa có quên chút nào mà thời gian chưa dài minh hà ờ ờ tôi cười ừ thì có quên chút nào đâu chỉ là nằm đó thôi mà thời gian chưa dài nhưng cũng không phải ngắn để tôi quay trở về với cuộc sống bình thường bình thường ừ thì bình thường tự nhiên nhắc tới chuyện không vui minh đừng trách hân nha chỉ là hân không sao đừng lo lắng minh vẫn đứng vẫn sống bình thường nè mọi chuyện ổn cả rồi miễn giảm la minh đi là được ấy mà làm như người ta giữ lắm đó nhỏ bật cười trong điện thoại giọng trách nhưng vui vui he he minh mà còn bị la vậy hồng biết người yêu hân có bị không ha người yêu nào ở thì người cũ rồi người sắp tới nữa nói linh tinh nữa nha đừng nhắc người cũ nữa anh ta là con số không từ lâu rồi. Thật không đó, thật, số không cũng có ý nghĩa đó nhé. Số không này vô nghĩa luôn. Gì mà dứt khoát dữ vậy, dù gì cũng. Cũng đã từng yêu chứ gì, ờ, không phải từng yêu đâu. Chỉ là từng quen, ở gần nhau thôi. Giờ Hân biết nó không phải tình yêu mà. Sao kỳ vậy? Cảm giác vì có một cảm giác khác hân mới biết đó chứ không giờ hân vẫn nghĩ mình yêu anh nữa đó cảm giác khác là người mới hả sao biết nay thông minh đột xuất hà ờ thì cũng ngu lắm đâu nè tự nhiên lôi chuyện cũ của hân ra nói vậy thì lôi đại suy nghĩ không ngủ được thì chắc chuyện tình cảm chuyện tình cảm thì đúng nhưng đâu có nghĩa là nói về người cũ thì minh nói đại chứ hân đang nghĩ về người khác hả ừm ở ờ, ra vậy có người mới thì tốt sẽ nhanh chóng vui vẻ và hỏng khó tính với minh nữa đó chọc hoài nha hỏi sao người ta không khó tính ở ờ, ở ờ, người mới chưa chắc vui đâu sao vậy hi hi vì thôi minh ngủ đi khuya lắm rồi đó cái thân thương tích tùng lung không được thức khuya quá ngủ đi ơ ờ, ơ gì mà ơ ngủ đi nãy giờ tự nhiên nói linh tinh hân mệt rồi ngủ đây ở ở ngủ ngon ở ngủ tít tôi đưa điện thoại ra trước mặt nhìn vào màn hình hiện lên cuộc gọi kết thúc vẫn chưa kịp nói hết chữ ngon đã nghe tiếng tít của điện thoại cúp máy rồi lâu lâu mới nói chuyện theo kiểu tâm sự vậy mà vẫn sù lông nhím không có sở trường lạnh lùng thì thôi cố gắng chi cho mệt không biết vui vẻ làm bạn thân hơn với tôi có mất miếng thịt nào đâu mà sợ nói chuyện nãy giờ bỏ chị nằm thui thủi trên giường không biết đã ngủ chưa tôi tắt chuông điện thoại đi lại ngồi lên giường cạnh chị khẽ cố tìm gương mặt chị trong đống mền bông chị ơi ngủ chưa con thức hả nhóc nói chuyện hơi lâu sao chị hỏng ngủ đi chờ làm gì tôi nhìn thấy đôi mắt chị vẫn khẽ mở chị im lặng xoay mặt qua nhìn tôi trong phòng tắt hết đèn, ngọn đèn bàn để tôi đọc tiểu thuyết chỉ dọi sáng xuống đầu giường nên hơi tối, không nhìn rõ được ý nghĩa ánh mắt đó là gì. Khuya lắm rồi đó, chị ngủ đi, nhóc đọc tiếp cho nè. Tôi cầm quyển tiểu thuyết lên cất giọng đọc tiếp nhưng chị khẽ đưa tay che trang sách lại. Nhóc, sao vậy? Hồng đọc nữa hả? Chị khẽ gật đầu, tôi cũng chưa biết nói gì tiếp theo. Nhóc ngủ đi. Còn chị, không nghe tiểu Tuyết nữa hả? Ừm, đọc dở ẹc. À. Để yên chị ngủ. Ơ, ờ. chị khẽ cười quay người qua một bên, gương mặt nằm trên hai bàn tay chắp lại lên gối bông. Tôi đọc dở thì đúng rồi, nhưng sao lạ vậy nhỉ? Tự nhiên đối ý đột ngột khó hiểu thiệt. Nghĩ đi nghĩ lại cũng không có gì lạ, chị vốn thay đổi tâm trạng nhanh hơn thời tiết Sài Gòn cả trăm lần ấy mà. Tôi tắt đèn đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, cầm cái áo khoác vắt lên thành ghế rồi ngả lưng ra sofa nhắm mắt giấc ngủ đến nhẹ nhàng sau một ngày rong chơi cùng chị. Đâu đó Sài Gòn đang bình yên. Hình như trong giấc ngủ chập chờn có bóng ai đứng nhìn tôi thì phải. Không rõ ràng hình dung. Phù, lại mơ rồi nhỉ. Khuya tôi tỉnh giấc ngủ vì sự đụng chạm, tôi khẽ hé đôi mắt nhìn. Ánh sáng nhỏ nhoi của đèn cổng nhà dọi vào căn phòng không đủ để người ta nhìn thấy rõ bất cứ thứ gì trước mặt. Nhưng vẫn đủ để tôi nhìn thấy bóng người đang nhẹ nhàng kéo chiếc mền bông đắp lên người tôi rồi ngồi xuống kế bên tôi vội nhắm mắt vì sợ chị phát hiện tôi thức may quá chị không biết tôi đang lén nhìn chị nhiệt độ trong phòng khá thấp tôi nhớ hình như 20 độ thì phải vì trước khi đi ngủ tôi có thoáng nhìn lên chiếc máy điều hòa có chiếc mền đúng là hết cảm giác lạnh tính tôi là vậy ngủ mà bị lạnh thì cũng không giật mình thức được để tự đắp mền chỉ khi nào có ai đó đụng vào người thì tôi mới thức mền nhà chị to lắm, phủ chọn cả cái ghế sofa vậy mà vẫn dư sức cho chị cuộn người vào trong, hồi tối còn bày đặt quay mặt qua bên kia không thèm cho tôi đọc tiểu thuyết. Vậy mà giờ thì lại len lén đưa tay vào trong tìm cho bằng được tay tôi kéo ra một bên để ngả đầu vào rồi mới chịu ngồi yên. Coi bộ có người vui lắm, đến nỗi chẳng thèm quan tâm có phá giấc ngủ người khác hay không mà còn vô tư bấm mấy cái vào tay tôi rồi mới nằm im. Rồi kiểu này coi như xác định sáng dậy bàn tay tôi sẽ mất hết cảm giác vì bị trưng dụng làm gối đây nè không biết khi ở bên anh phong hay ba mẹ chị có làm như thế này không còn với tôi từ khi lên sài gòn đến giờ bên chị tôi đã dần quen với những hành động khó hiểu nhưng đầy yêu thương của chị quen với những đêm nằm ngủ sáng dậy đã thấy chị ngồi ngủ ngon lành kế bên cảm thấy thực sự mình quá may mắn khi cuộc sống để tôi được quen thân thiết với chị và giờ thì gần như chị đã trở thành người chị thân thương hơn cả ruột thịt của mình tôi vẫn từng nói tôi luôn thích có một người chị gái kia mà nghĩ ngợi